Con xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em Chúng ta lại gặp nhau ở đây à, Thật là vui Thưa quý ông bà và anh chị em à, Sắp tới đây, Chủ nhật tới này nè Hội Thánh Công giáo Việt Nam sẽ mừng kính trọng thể các Thánh tự đạo tại Việt Nam Và các ngài là các chứng nhân tự đạo Là tiền nhân của chúng ta và Trong cái tâm tình, phục, cảm phục và tự hào là con cháu của các ngài Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về sự ngược đãi hay sự bách hại và ý nghĩa của danh xưng tử đạo. Vậy để bắt đầu chúng ta uh, tiếp cận với lại từ ngữ ngược đãi hay là bách hại để xem uh, ý nghĩa của nó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, uh, trong tiếng Hebrew, động từ đạp. Và ở trong tiếng Hy Lạp là động từ dioko có nghĩa là rượt theo, là truy đuổi, là ngược đãi, là bách hại. Và bởi động từ ra-đáp ở trong tiếng Hebrew nó xuất phát bởi danh từ merdap chỉ đến sự truy đuổi hay sự ngược đãi hay sự bắt bớ vì thù nghịch. Và sự ngược ngược đãi bắt bớ cũng mang chiều kích thiêng liêng vì các tín hữu thường bị các thế lực và những người không tin ngược đãi và bách hại. Trong đó nó bao gồm nhiều khía cạnh như là phân biệt đối xử, như là thù ghét, hoặc là đàn áp, hoặc là trừng phạt, hoặc là sát hại, vân vân. Cho nên hy sinh đau khổ và thậm chí là bị giết chết. Đó là cái giá phải trả của một tín hữu hay là một kỳ tô hữu trung thành. Kinh Thánh ghi nhận sự ngược đãi về thể xác, về ngược đãi xã hội, về tinh thần và cả đàn thiên liêng. Sự ngược đãi thể xác có thể dẫn đến việc tước đoạt mạng sống của người tín hữu. Sự ngược đãi xã hội có thể là sự phân biệt đối xử, loại trừ một cá nhân hoặc một nhóm người trung thành với Đức Kitô. Tô. Ờ, ngôn sứ Elia vì trung thành với Thiên Chúa mà phải một mình đương đầu với 450 ngôn sứ Bà An. Và ngôn sứ Elia đương đầu với họ để chống lại việc thờ ngẫu tượng của dân Israel. Và kết quả là vị ngôn sứ đã bị uh, hoàng hậu Izeven truy sát và 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 đuổi cùng giết tận đến mức mà vị ngôn sứ phải chạy vào trong sa mạc để ẩn náu. À, sách các vua quyển thứ nhất chương 18 đến chương 19 kể cho chúng ta câu chuyện đó. Một vị ngôn sứ khác là Jeremia đã tuyên sấm chống lại Juda vì tội lỗi của vua và của dân. Đồng thời loan báo tai họa Babylon sắp ập xuống trên họ. Nhưng mà lúc bấy giờ vua Sitkiza và những người Juda đã không nghe ngôn sứ Jeremia uh, Jeremiah. Họ đánh đập và thậm chí là muốn giết chết ngôn sứ nữa. Sách Jeremiah chương 38. Còn theo sách uh, Maccabee quyển thứ nhất thì vua Antiocho Epiphanes của Hy Lạp đã nhất quyết xóa bỏ Do Thái giáo và ngược đãi người Do Thái, gây ra cảnh tàn tóc bao trùm khắp cõi Israel. Các sách tin mừng thì ghi lại những lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với các môn đệ về những ngược đãi mà các môn đệ sẽ phải chịu bởi vua chúa, quan quyền và bởi những người không tin vào Đức Giêsu. Chúa Giêsu nói như thế này, người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Giới lãnh đạo Do Thái đã nhiều lần đe dọa, đánh đập, bỏ tù các tông đồ khi các ông rao giảng tin mừng về Đức Kitô Phục Sinh. Rồi người Do Thái thì tố cáo ông Tefano nói lộng ngôn xúc phạm đến ông mô và Thiên Chúa vân vân, rồi ập đến bắt ông và điệu ông đến thượng hội đồng. Rồi khi họ nghe ông Tefano nói về Đức Giêsu ừ, Phục Sinh thì họ liền kêu lớn tiếng bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của các nhân vật trong kinh thánh mà con vừa liệt kê ở trên họ đã bị ngược đại bắt bớ và đàn áp. Vậy chúng ta đi đến cái phần để xem xem thế nào là tử đạo hay là chứng nhân. Thì trước hết chúng ta xét ở trong cựu ước chúng ta thấy danh xưng từ đạo là kết quả chuyển đổi ngữ nghĩa của cái danh từ chứng nhân hay là nhân chứng từ chứng nhân mang nghĩa tích cực hơn là từ từ đạo sự phân biệt như thế không làm giảm nhẹ cái giá trị làm chứng của những người bị bách hại cũng như là thái độ đón nhận sự ngược đãi của họ chúng ta có thể lấy trường hợp của ngôn sứ edia làm ví dụ Ngôn sứ Elia không bị tử đạo Nhưng ông bị bắt hại Vì là chứng nhân về lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa Và ông phải trốn khỏi sự lùng bắt của kẻ muốn lấy mạng sống ông Các thủ lãnh Judah Đã đòi giết ngôn sứ Jeremiah Khi ông tuyên sống chống lại họ Và sau đó ông bị ném xuống một cái giếng cạn Cho nên họ không phải tử đạo nhưng họ vẫn là chứng nhân trung thành và họ đã chịu cái sự ngược đãi và bách hại. Ở trong tiếng hippri hạn từ ad có nghĩa là nhân chứng hay là bằng chứng. Nó có thể là một vật cụ thể được đưa ra để thiết lập một giao ước giữa hai bên như là giao ước giữa ông Jacob và ông Laban khi mà họ lấy cái đống đá để làm biểu tượng cho nhân chứng cũng vậy chúng ta thấy ở một nơi khác ông Josue đã dựng tảng đá lớn để làm chứng về giao ước mà ông đã thay mặt dân cam kết với Đức Chúa. Hạn từ ed cũng có thể chỉ một người đứng ra làm chứng. chẳng hạn như ngôn sứ Isaiah đã nói tôi đã lấy những nhân chứng đáng tin cậy làm chứng cho tôi và chúng ta cũng nên nói đến luật của người israel đòi phải có hai hoặc ba nhân chứng khi mà muốn kết tội một người nào đó vì vậy nhân chứng không chỉ đưa ra lời khai mà còn là người đầu tiên sẽ ném đá tội nhân ngoài ra lề luật cũng cấm làm chứng gian vì đó là tiếp tay cho kẻ xấu vì thế phải rất cẩn thận xem xét những lời chứng có xác thực hay không. Chúng ta thấy câu chuyện của bà Susanna được cứu khỏi bị cái kết án oan uổng là nhờ vào sự khôn ngoan của cậu thiếu niên Daniel. Đó là một minh họa cho cái việc làm chứng của những cái người mà đã làm chứng gian chứng dối và cuối cùng đã bị cậu thiếu niên Daniel phát hiện và 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 bị kết án ngược lại. Ở danh xưng từ đạo là sự kết quả chuyển đổi nghĩa của danh từ, chứng nhân hay là nhân chứng như là chúng ta đã nói ở, trên, nó mang ý nghĩa tích cực như vậy. Thầy người Do Thái bị người Hy Lạp cai trị. Cái chết của bảy anh em được thuật lại ở trong sách Maccabe quyển thứ 2 chương 7 câu 1 đến câu 44 như là những cái ví dụ như là những cái hình ảnh của các vị tử đạo ở trong kỳ tô giáo sau này Bảy người anh em này đã tự nguyện chấp nhận khổ đau và cái chết Để thể hiện lòng trung tín của họ với lời luật Và với truyền thống của cha ông, với tôn giáo của mình Trước đó sách bê còn kể chuyện một kinh sư do Thái Là ông Elazar ông cụ này đã can đảm đón nhận cái chết, hầu để lại cho những người trẻ một tấm gương cao đẹp về sự trung thành với lời luật. Như vậy chúng ta có thể thấy là đã có những bước tiến triển từ ý nghĩa của việc làm chứng, hay là chứng từ, hay là nhân chứng, đến việc chấp nhận những khổ đau hoặc là phải hy sinh mạng sống của mình để chứng tỏ lòng trung thành với niềm tin của mình. Và đó là ý nghĩa của từ tự đạo sau này. Ấy là chúng ta xét một số minh họa từ trong cựu ước. Bây giờ chúng ta bước sang cái phần bên tân ước để chúng ta xem thế nào. Thưa quân bà và anh chị em, ở trong tân ước thì cái danh từ Hy Lạp Matus nó tương đương với lại cái cái thuật từ Hebrew là Ed. Ở trong cựu ước Nghĩa là chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường của cái từ ngữ này Matus là nó chỉ bất kỳ người nào đưa ra một bằng chứng Về những gì người đó thấy tận mắt hoặc là đã nghe tận tai Lời chứng của họ rất cần để công việc được giải quyết Người mang lời chứng được gọi là chứng nhân Ngoài phạm vi pháp lý thì cái từ ngữ Matus này còn được dùng cả trong lĩnh vực lịch sử và tôn giáo nữa. Các tông đồ là những chứng nhân đặc biệt được Thiên Chúa chọn để ủy thác việc làm chứng về Chúa Giêsu chết và sống lại. Rồi sau khi sống lại, chính Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ để mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người không ngừng nhắc nhở họ phải là chứng nhân về những gì mắt thấy tai nghe để rao giảng cho muôn dân. Nhưng ở đây, đối tượng cũng như nội dung của lời chứng rất đặc biệt, đó chính là sự phục sinh của Đức Kitô. Thật vậy, nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của các tông đồ về về Đức Kitô sẽ là vô ích và các ông sẽ là những chứng nhân giả. Danh từ Matus được sử dụng nhiều nhất ở trong sách công vụ tông đồ khoảng 13 lần và nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất đó là các tông đồ là chứng nhân của Đức Giêsu Kitô. Và để lời chứng của các tông đồ sinh hiệu quả thì Chúa Giêsu hứa ban cho các ông sức mạnh của Thánh Thần, làm cho các ông mạnh mẽ can đảm và khôn ngoan khi mà bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền. Như vậy, các tông đồ cũng như các vị tử đạo sau này không đơn độc khi phải làm chứng nhưng có Chúa Thánh Thần cùng làm chứng với họ. Đặc biệt là ở trong tin mừng theo Thánh Gioan thì tác giả tin mừng Gioan sử dụng động từ material có nghĩa là làm chứng và danh từ maturia có nghĩa là lời chứng. Sự phân biệt này thấy rõ ở trong câu nói của Chúa Giêsu. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Doan chương 3 câu 32. Có một điều cần ghi nhận là trong tin mừng Giao An, việc làm chứng và lời chứng không nhằm vào một sự kiện lịch sử của Chúa Giêsu, nhưng mà nhằm vào chính con người của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hàng sống. Tân ước còn sử dụng danh từ Maturion để chỉ sự làm chứng hay là bằng chứng hay là chứng từ về đức tin, về tin mừng và về Chúa Giêsu. Tác giả tin mừng Matthew chương 10 câu 18 đã ghi lại lời này của Đức Giêsu. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để nên bằng chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Hoặc là trong công vụ tông đồ chương 4 câu 33 thì ghi rằng các tông đồ đưa ra lời chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Như vậy lời chứng còn là sự tuyên xưng Do đó ngay cả với những người không được chứng kiến Đức Giêsu tận mắt Nhưng tuyên xưng người là Chúa thì cũng được kể là một lời chứng Lời tuyên xưng là điều cần thiết của ơn cứu độ Và dĩ nhiên thì việc tuyên xưng không tránh khỏi những khó khăn như là sẽ bị đe dọa bị bắt bớ, bị cầm tù, có khi bị đánh đòn và thậm chí là bị giết hại. Chúng ta biết rằng cuộc bách hại vào đầu kỷ nguyên kỷ tô giáo đã khiến cho khái niệm chứng nhân mang một chiều kích sâu xa hơn khi những chứng nhân có thể phải đối mặt với cái chết. Và chúng ta thấy cái chết của Thánh Tefano là cái chết của một chứng nhân mà thánh Phaolô nói với Chúa ở trong cuộc xuất thần như thế này. Khi người ta đổ máu ông Tefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Vậy chúng ta thấy cái chết của thánh Tefano có đổ máu và theo truyền thống Kitô giáo. Cái chết này được gọi là tử đạo, nghĩa là lấy lấy máu mình hay nói cách khác là hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Đức Kitô. Ở trong hội thánh của Đức Kitô thì việc tử đạo mang một ý nghĩa mới mẻ, đó là bắt chước Đức Kitô và hiệp thông trọn vẹn vào việc làm chứng và vào công trình cứu độ của người. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô chính là vị chứng nhân trung thành. Người là vị tử đạo hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Người mang tất cả những yếu tố của một vị tử đạo. Sự sợ hãi tột cùng của một con người trước cuộc thương khó, nhưng thiên, sự, thiên Chúa đã sai thiên sứ đến tăng sức cho người. Người phải chịu những lời tố cáo lăng mạ xúc phạm khi bị xét xử và sau cùng bị kết án một cách bất công dù người ta chẳng tìm ra tội chứng của người, ngay cả giới quan quyền cũng phải nhận là người vô tội. Rồi khi bị hành hình, Chúa Giêsu cũng không hề oán than mà còn xin tha thứ cho những kẻ xử tử mình. Vì vậy, chúng ta thấy Đức Kitô là một vị tử đạo hoàn hảo và trọn vẹn. Cho nên khi làm chứng về Đức Giêsu Kitô, chúng ta không dự vào trong cái cuộc từ đạo của Đức Kitô một cách trọn vẹn. Vậy ở trong tâm tình tạ ơn và và cảm phục các vị tiền nhân của chúng ta, các thánh tử đạo, những người đã làm chứng cho Đức Kitô để chúng ta hôm nay có được niềm tin và tiếp bước các ngài trong việc làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời ca tụng. Máu hồng từ đảo thắm quê hương, bi đát làm sao những đoạn trường. Các thánh Việt Nam cam hứng chịu, giờ đây công phúc được tuyên dương. Một lòng son sắt không nao núng, giữ vững niềm tin trước cực hình mạng sống an toàn đâu xá kể, tiền tài danh vọng dám hy sinh. Máu hồng đồ xuống nét son tô, giải đất quê hương triệu tín đồ, khơi dậy một mùa ơn cứu độ, khắp miền vang vọng tiếng tung hô. Cùng kính bái thờ ngôi thánh phủ, ngợi khen con chúa đấng cao minh, mừng kính thánh thần nguồn an ủi muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh Amen